Thưa quý vị, mưa liên tục những ngày qua đã khiến một số khu vực trên địa bàn thành phố bị ngập úng cục bộ, nhất là các khu vực dân cư ở vùng trũng thấp. Phản ánh của phóng viên thời sự tại khu vực đường Lê Tấn Trung, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Thưa quý vị, sau thêm xíu nữa là hầu hết xe đều phải dắt bộ hết, lượng nước mưa đã ngập khoảng một bánh xe và mọi người đều phải gọi là dắt bộ xe vì xe tắt máy không thể đi qua được vùng nước này, và dự kiến nếu lượng mưa tiếp tục tăng lên thì khu vực này sẽ còn ngập sâu hơn nữa. Người dân cho biết, so với các năm trước thì tình trạng ngập úng của năm nay còn nghiêm trọng hơn cả. Nước lên rất nhanh và rút rất chậm, nhất là khi mưa kéo dài không ngớt như thế này. Theo quan sát của chúng tôi, trên đoạn đường Lê Tấn Trung còn hứa tắc thảy từ 3 đến 4 chỗ ngập sâu. Trên mặt đường đã thế, nhưng trong các khu vực kiệt hẻm, tình trạng này lại còn nặng hơn. Nước tràn thẳng vào nhà dân, ùn ứ lâu ngày mà không có chỗ thoát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Trước đây là hạ lồm cống bị nhỏ, cái đầu nước không thoát ra không kịp. Cái cống quá nhỏ là con dầu hay tới đây là nước thoát ra không kịp, luôn vào biển không kịp. Cho nên đây là ngập cái chỗ đó. Rồi quá trình la quá đầu là kêu là cai cối hay là này kia là ở dưới nó là ngập tiếp cái dưới này nữa. Nếu mà mưa với tốc độ như thế này thì trong vòng cỡ con nửa tiếng đồng hồ nó là nước vô nhà. Nước chạy vô nhà và tình hình đó là đi lại là rất chi là khó khăn. Học sinh đồ đi học nó là rất cực. Kiến nghị cho Ủy ban Nhân dân thành phố là làm cho đường K45, đường Lê Tấn Trung là kiệt 45, nó là cái cống để cho nó đoàn hoàng, nó cho thông thoáng, dễ chạy, là nó được chạy thoát nước được. Ngay cả trong mùa khô, nếu mưa lớn, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, cả đoạn đường đều sẽ bị ngập như thế này. Sở dĩ như vậy, vì theo các hộ dân sống lâu năm ở khu vực này, đường Lê Tấn Trung thấp hơn so với mặt bằng các đường xung quanh nên lượng nước đổ về rất nhiều, cộng thêm cống nhỏ nên tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra. Trên đường Ngô Quyền đổ xuống hơi cái đường sau đây, một đường là Nguyễn Thị Hồng, một đường là Nguyễn Ân Nghĩa. Đài hay trang rầu là cái roa ngoài này, ngập. Roa này ngập mà nhưng mà mùa mà bình thường mà mùa hè mà chưa tới mùa mưa đó là hắn đó cỡ một tiếng hồ hắn đã ngập rồi. Một tiếng là ngập rồi, hắn ngập sang là hết xuống mưa đó rồi bắt đầu rút. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương, thế nhưng vẫn không có câu trả lời hoặc giải quyết thỏa đáng. Thậm chí những năm gần đây, nhiều nhà xây hẳn lên trên các miệng cống cộng đồng, càng làm tình trạng ngập úng thêm nặng. Mùa mưa còn tiếp tục kéo dài và người dân tại đường Lê Tấn Trung thì vẫn tiếp tục chật vật với con đường ngập úng quanh năm nếu không có sự quan tâm xử lý kịp thời của các cấp chính quyền địa phương.